Đây. Tôi ngồi đây là tôi đợi con tôm nó xuống thôi đó cả nhà. Trời ơi. Anh nói là có tôm càng xanh thì ra là đây. À. Tôi không dám đụng. Cả nhà biết tại sao không? Nó cái đuôi nó có cái mũi chĩa này nè. Nó búng ra tạt. Cả nhà thấy cá không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi hốt bụng bụng. Mày lấy cho bạc nè. Giờ bắt lòng tao. Em hết rồi, em hết rồi. Rồi. Rồi, anh coi đi. Con này nha. Lần đầu tiên cả nhà mới mình mới được vô nhà của anh Bảy này để trải nghiệm bắt tôm đó. Bây giờ nãy là thả bọng rồi, bây giờ là tháo tôm. Nên tiếng của mình nói á là phải là hương cái máy này mới được cả nhà. Thì mấy anh đang chuẩn bị để làm tắt ra cái mặt tôm á, để là cho dòng nước nó ra. Bây giờ là đây là tôm, là tôm thiên nhiên nha, chứ không phải là tôm nuôi nha cả nhà. Nó đặc đặc khách đặc đặc đàn ở miền Tây của mình. Nên mình sẽ mời cái nhà đồng hành mình đi theo anh Bảy để đi bắt tôm, sổ vườn tôm. Đó, rồi trời ra Tết rồi vẫn còn một số gia đình người ta bắt thủy triều đó cả nhà. Dạ, bây giờ là mình sẽ mời cái nhà đồng hành mình, đi xem hai anh này đi bắt tôm nha, nhà anh Bảy. Đây là anh Bảy đang chuẩn bị dọn nhà để ngồi để cho tôm nước nó chạy xuống cả nhà. Bên kia thì anh Tư đang chuẩn bị cho máy nó chạy nhanh lên chút xíu nữa. Đây, do kỹ thuật là cái máy của Le chúng ta nó bị vấn đề trục trặc. Cái máy Le nó không thành công. Nên mình bảy nó thôi bây giờ thả nước lớn quá, anh chơi xuống này trước đi. Anh nên quất cúng trước đi rồi anh sẽ đổ nước về dưới, rồi ở dưới anh ba, anh Tư, anh Hồi, anh anh cho chạy sau, anh cho chạy nước chạy sau. Máy đâu mà từ đứt dây rồi hồi đứt dây ra dây xong rồi. Lấy dây quần cộng không? Ghê quá. Kia lấy dây quần cộng vô. Đó. Là bốn người. Là ai cũng rối hết rồi á. Rối. Là không được. Anh Tư hồi là không được. Ủa anh khai sẵn luôn chưa anh? Khai đã nấu được. Vậy rồi nữa đó, đã tan. Nó nhảy nó có rung rung. Anh đi giúp tôm hồi dồn sẵn hết quá. Dạ anh ạ. Còn chi đây chắc cá đồng dụng. Chứ anh trời ơi, có người nó không tung nó mập nó đi đâu nó cũng mệt. Này anh thấy có lóc nãy giờ không? Không còn á. Không thấy. Không có cá lóc, qua 2 năm là khác không có cá lóc. Còn cá ông Tông bự dữ lắm à, lại ở dưới á. Các bạn con đây. Tôi ngồi đây là tôi đợi con tôm nó xuống thôi đó cả nhà. Ôi. Anh nói là có tôm càng xanh thì ra là đây. À. Tôi không dám đụng. Cả nhà biết tại sao không? Nó cái đuôi nó có cái mũi chĩa này nè. Nó búng ra tạt. Là cả nhà đó. Con tôm này là trị giá 500.000 một ký. À, tôm càng lửa thì tỷ giá là 600.
À, thì mình đi theo mấy anh em bắt tôm á cả nhà, thì mấy anh em nói vậy thôi đi ra dựa. À, đây tôi uống máu là tôi bỏ con tôm đầu tiên. Đây này, nó chạy xuống đây nè, coi lại. Được không? Cũng trọng trọng kìa kìa, nó bò kìa đó. 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 Đó, đó. Máy chạy, máy chạy, máy chạy, máy chạy. Tôi đứng ở đây tôi bắt thôi cái nhà tôm nó bò đã kìa. Ủa lòng tông quá trời anh Bảy ơi. Ủa còn tôm nữa đâu vậy? Nó bò theo giật nước lên cảnh rồi kìa. Vô được không anh? Vô. Vô. Không nhận đi thép luôn. Tôi ta tép mình cá bỏ đây được không? Bỏ đài đó cũng được. Không có. Không có cá lóc ha. Đây ngồi tôi nơ luôn, không bỏ cái bụng này lên. Đủ. Hai tay hai con. Tôi bắt tôm đó nghe. Còn cá ai đó? Thêm một người cao thủ nữa đó. Mấy là tôi thôi nghe. Không à. Đừng thải đi mới chơi. Bắt dạ. Ừ. Mò mẹ nó đi. Bắt dài số. Đừng tông không. Ai bắt bắt cho tết bắt. Đá cho nè, cái bãi đường đây nè. Đó. Ra ra ra, lấy cho nó ra. Gỡ con chài em ơi. Nó gỡ chài vô. Đây nè, lại thấy cần xanh rõ ràng đây nè, thấy không nè. Đó. Đây nè. Ôi. Lại thấy cần xanh rung ở đây luôn, có cần xanh. Đâu quá tại luôn, đâu quá tại luôn ta. Không giờ tôi bắt tôm luôn, bắt cá. Tôm nhỏ không à? Chút không à. Cái nước này làm có tôm bự. Hình như có 3 con tôm bự rồi đúng không anh Bảy? Đúng rồi đó. Cá mà tôi hốt bụm bụm. Em ơi lấy cho đậu nè. Giờ bắt lòng tao. Trang hết rồi, tôm hết rồi. Hết rồi. Không biết nấu cái gì á. Đã nằm rồi như ta lâu quá bự. Mà tinh con nhóc luôn.
Anh chơi nhiệt tình ghê, ông tháo luôn con dây quần. Quá là hồng tâm luôn chị. Được không? Không lấy lại cái bụt bự này nè. Xinh không? Đi qua bên đây. Ủa không rửa mấy con đó hả? Rửa chứ. Trời ơi, không xách cái đổ lên. Anh ơi, xách đổ lên hả? Đó nó chín nè. Con con trời nó chết rồi nè. Nó còn. Chết rồi. Chết rồi. Thôi bắt cái bên kia luôn rồi. Con tôm lột. Ủa chị rộng đó đó hả? Ừ, rộng rồi. Sao chị không rộng ở dưới sông, em thấy rộng sông mà chị? Không, chị không có cái, chứ không có cái rộng, rộng đỡ luôn chứ. Đi bán hả? Ôi. Đây con tôm ra ngoài. 500 ngàn mà nó cứng vậy nè. Đó, nó chỉ có cần lửa nè cả nhà. Đó. Lửa như vậy là 600 ngàn. Còn mà dạng mà xanh như mấy con này đó là 500. Nên nó có hai loại. Còn mấy con này á, ấy da sala tầm 200 mấy nha cả nhà. Đó, mấy con này là 200 mấy nè. Ui da, cả nhà thấy không? Tôm mình á. Tôm thiên nhiên nó vậy cả nhà. Tôi đây tôm này là 200 mấy ngàn một ký nha cả nhà. Đó. Tôm này là tôm thiên nhiên nè cả nhà thấy không, tôm này đẹp đó. Nó đẹp cả nhà thấy không, mướt nhầy không đó, đỏ lửa luôn. Tôm này là 200 mấy ngàn, 250. Trời ơi như đó luôn á anh Bảy. Này bột không à. Thôi được rồi, được rồi chị. Thôi em cảm ơn. Thôi được rồi, được rồi. Đây cả nhà. Trời ơi, tôi nói giá lòng tông thấy ham con cá nào nó bằng tôi luôn cả nhà, thấy chưa? Đó. Đây, rồi. Mình chân thành cảm ơn nha vợ chồng anh Bảy để cho mình trải nghiệm. Trời ơi, cả nhà ơi. Hôm nay vô nhà anh Bảy. Rồi anh cho tôm với cho cá rồi ăn lấy thảo luôn cả nhà. Tôi nói đi đến đâu là cho đồ quá trời luôn. Cũng chân thành cảm ơn gia đình của anh Bảy đã cho mình đồng hành để bắt tôm cá. Đây nè anh Hai nè. Anh Tư. Anh Tư nói xe lên rồi hả? Rồi rồi. Dạ em về luôn anh Tư ơi. Anh về luôn, dạ chào anh Bảy. Được. Bao nhiêu? Dạ, ngồi chút xíu nữa mình về mình làm mấy món này món gì đây nữa để nó về hội lại đâu biết thôi cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà vào clip sau nha. Bye bye, see you again. Đây cái nhà. À giờ mình về tới nhà rồi, chỉ cho mình tôm, vợ chồng anh Bảy cho tay hôm cá té. Cá hồng tông á. À, nhà không biết nữa, về hỏi đại đâu biết làm món gì. Tôm. Tôm thì mình rửa sơ ra. Mình để đây rồi. Bắt qua bên đây. Để nó hỏi đại đâu biết làm món gì. Cả nhà thấy không? Tôm vàng. Ủa dạ. Đó, xin được biết về tới. Ủa đâu quá trời luôn hả? Cái đậm. Trời ơi, đâu ở đâu? Có đi nha. Rồi mới dễ gãy càng. Rồi. Này làm gì Tú? Ăn kiếp giờ ngán luôn không? Tết giờ ăn tôm á cả nhà. Cá này làm gì? Có tôm nữa nè. Cá mặn sạch đi rồi cậu muối chiên cho ăn cơm. Nghe muối chiên đó. Sợ quá. Trời ơi, muối chiên của cậu hả cậu? Không có cho ăn muối chiên cái gì đâu. Đúng là muối chiên luôn á.
chứ không còn cá chiên nữa. Khi nào đó bụng đủ tay chân hết trơn hết rồi. Ăn xong uống nước mấy ngày luôn á.